Vâng, xin chào các bạn. Có nhiều bạn đang cần là hỏi Nhất Vlog là cần một cái máy có màn hình là 4K và máy là phải là xử lý về đồ họa và máy dùng để về như là chơi game. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chúng ta một cái dòng máy mà được coi là khá là mỏng nhẹ, dưới 2kg nha các bạn. Đó chính là dòng máy Dell XPS. Đó, đây là XPS nha. Và mẫu của Dell XPS này chúng ta nhìn thấy là với bề ngoài màu trắng, phía trong là màu đen. Thì đây là cái mã được coi là đẹp, bắt mắt và coi như là rất nhiều bạn về chuộng về dòng máy, dòng XPS và dòng Revision như thế này. Thì đối dòng này đang là mã của nó đang là Dell XPS 15 7590, với mang được cái cấu hình được khá là tốt được trên đây. Thưa các bạn, đối với cấu hình đây là cấu hình là Core i7 9750 50H nha các bạn. Đối chip H này là cái số ghi nó rất là cao, 2GB 6 lần và turbo lên tới là trên 4GB trên đây. Và chúng ta nhìn thấy là về cái mẫu máy này chuyên về, có nghĩa là chuyên về đồ họa, chuyên về như là dùng để về như là chúng ta làm việc như là Photoshop, Corel, Bodymark hoặc là chúng ta về game. Đó, RAM ở đây cái dòng này đang là 12 CPU, RAM là 16GB, có thể gắn được tối đa trên đây là 32GB. Và với cạc màn hình, nó hỗ trợ hai cạc màn hình. Cạc màn hình thứ nhất là Ultra HD Graphics 630 và cạc màn hình thứ hai là cạc màn hình render, ở đây là RTX 1650. Cạc này đang là 4GB xe 8GB, tổng cộng là 12GB. Và đối với dòng này chúng ta nhìn thấy là về trong cạc đồ họa này xử lý rất là tốt luôn các bạn. Đó, và màn hình ở đây, màn hình mình muốn review đối với màn hình của dòng máy này, màn hình khá là độ vân dãy khá là cao luôn, màn hình lên tới là 4K. Đây là màn hình có khả năng chống chói và mọi góc cạnh chúng ta nhìn thấy trên đây đều có thể là thấy thoải mái được trên đây ha. Đó, đó là về cấu hình của dòng máy như thế này. Thì về chức năng của dòng này là dùng để về như là xử lý về đồ họa nè, chúng ta học về lập trình nè, chúng ta có về như là hay đi đây đi đó. Vì lý do là dòng máy là rất là chắc chắn và là mỏng nhẹ nha, dưới 2kg thôi. Một cái máy chạm, một cái máy về như là để xử lý đồ họa ha, mang tính chất về thời trang. Đây là mẫu về thời trang ha, logo màu trắng inox nè. Và chúng ta nhìn thấy trên đây là tấm nền màu đây là trắng trắng sữa luôn, trắng rất là đẹp luôn nè, trắng sáng nè. Rồi phía mặt sau của dòng XPS này, chúng ta nhìn thấy là tất cả những thông tin trên đây đều được giấu đi hết luôn, toàn bộ được giấu trên đây hết. Đó, chỉ được có là có service tag hay gì đó nó sẽ nằm ở dưới đây, thấy chưa. Thì máy này đang được là sản xuất năm 2021 nè, rất là mới, với một khung phốt giá là máy này là dưới 20 triệu ha. License Windows 10 bản quyền. Tất cả đây là những con ốc hình sao, ốc này là ốc dành cho là như là của dòng XPS này nó sẽ có được. Đây là mẫu máy dòng cao cấp trên đây ha, với bề mặt phía sau là màu trắng sáng nè, hợp kim phía trước cũng như thế, và chính giữa là mới màu đen để tạo ra cái đường nét trên đây. Đó, các cổng kết nối đây là vị trí chấm cộng lộn về máy nè, vị trí đây là về pin nè, báo về pin, mức về phần trăm của pin đây là khoảng chừng 60% pin nè. Đó, nếu chúng ta sạc đầy lên tới 100% pin. Vị trí về USB 3.0, vị trí về thẻ nhớ mic, rắc thẻ SD nha. Thì dòng XPS thì rất là ít cổng, nhưng mà dù sao những cái cổng mà cần thiết chúng ta sẽ có đầy đủ hết. Như ví dụ như đây là vị trí về sạc nè, vị trí USB 3.0 nè, vị trí đây là HDMI xuất ra được 4K được trên đây ha, đều có luôn. Và thậm chí chúng ta nhìn thấy đây là cổng USB-C nè, cũng có luôn. Và đây là cổng rắc mic 3.5 nè. Đó, với bản lề màu đen, cặp sống lưng màu đen, bản lề đây là bản lề kép hai cái hai bên. Thì khi chúng ta mở máy lên như thế này nè, các bạn sẽ nhìn thấy nè, dòng máy này mở ra, thì khi mở ra như thế này là cái hốc tản nhiệt nó nằm ở phía dưới cái này, thấy không? Mình để đây là chúng ta nhìn thấy rất là sang cực kỳ luôn. Đó, hình dáng nè, mọi góc cạnh trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy được. Đây là thực tế của dòng Dell XPS. Đây là mình để nè, từng góc cạnh một để cả nhà chúng ta sẽ cùng xem máy mẫu nè. Đây là hình dáng thực tế trên đây. Với phía trong ở trong đây, phía trong là với vân carbon nè,
dòng phân carbon này được chỉnh sửa về như là có về xài rất là mốt về tút bét. Đó, tút bét này thông thường như là dòng đeo Regisson 5540 với bàn phím có LED cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đó, bàn phím có LED ha, cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Trên đây với về đây là nút kích nút nguồn nè. Độ nhô của bàn phím này cũng khá là cái hành trình bấm phím này nè. Đó, khá là tốt nha các bạn. Đây, không quá cao và cũng không quá thấp, đánh rất là nảy, rất là sướng, gần giống như là của theo kiểu của MacBook vậy á. Đó. Rồi, màn hình của dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy là màn hình rất là tuyệt vời rồi. Màn hình lên tới độ phân giải lên tới 4K. Thì với công nghệ là dạng như OLED vậy á, thì rất là sáng. Cực kỳ sáng luôn các bạn. Chúng ta nhìn thấy là màn hình này sáng nè, kể cả chúng ta ra ngoài trời thì màn hình này hiển thị rất là rõ luôn, rất là đẹp luôn. Trên đây. Đó. Cấu hình ở đây mình sẽ review lại lần nữa ha. Cấu hình đây, chúng ta nhìn thấy trên đây là một trong những bản mà cấu hình khá là tốt, khá là mạnh luôn. Đó. Thì đầu tiên là về CPU là i7 9750H nha. Đối với chip H này cho phép chúng ta xử lý về đồ họa khá là tốt. Đa nhân, đa luồng và số ghi rất là cao, xung 2GB 6 và turbo lên tới là trên 4GB trên đây. Đó là về như là trên về cái đồ họa của trên CPU này như thế này. RAM là 16GB. Với dòng máy này có 2 slot cắm RAM. Chúng ta có thể gắn được khe 16, 16 là tổng cộng 32GB. Thì bên shop là có hỗ trợ về như là nâng cấp và cũng có gắn về RAM. Thì dành cho những khách mà ở của bên Nhất Vlog nha. Thì những ai mà chúng ta có thể là nâng cấp và chúng ta gắn về RAM, chúng ta là đây là mình sẽ có về trên đây ha. Đó. Rồi, SSD đây là 512GB nha. Và Wi-Fi là một đây là một trong những dòng máy mà đạt được Wi-Fi 6 đời mới nhất hiện nay, hiện tại luôn nha. Mới nhất hiện tại luôn, đó chính là Wi-Fi 6. Tốc độ truyền tải rất là nhanh. Tốc độ truyền tải trên đây rất là nhanh ha. Hỗ trợ về hai băng tần 5GB và là 2.4GB. Đó, có Bluetooth được trên đây. Đó, có Bluetooth được luôn. Và GPU HD Graphics 630. GPU thứ hai là GTX 1650 4GB xe 8GB tổng cộng 12GB. Một cái máy về đồ họa. Có một bạn hỏi về như là em cần một cái máy đồ họa trọng lượng nhẹ, màu sáng, đẹp. Thì đây là mình sẽ lựa chọn về dòng máy này, vừa đồ họa, vừa có thể chơi game được, rất là tiện lợi. Đó, những anh em mà chúng ta nhìn thấy là dòng máy này thì các bạn có thể lựa chọn trên đây ha. Đó. Ngoại hình như thế này. Mình xoay từng góc một để chúng ta xem về hình dáng về thực tế của dòng máy này. Phía trước, phía sau. Đây là phía sau của dòng máy. Rất là sáng luôn. Phía đằng trước của máy Dell Regisson. Đây là máy xách tay nha các bạn. Rồi, clip ở đây mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Thì trên kênh của Nhất Vlog thay mặt trên kênh cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã trong thời gian qua đã ủng hộ trên kênh của Nhất Vlog. Thì một lần nữa là Nhất Vlog cũng chân thành cảm ơn các bạn. Đó, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.